Chương 2. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Vả, bây giờ có người Giuđa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người nói đó, há chẳng phải là người Galilee sao? Vậy thì, sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạc Thê, Medi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotamia, Judê, Cappadoc, Bông, Asi, Phrygi, Pamphili, Egypto, đất Liby gần Siren, nào kẻ từ Roma đến, cả người Giuđa, hoặc người mới theo đạo Giuđa, người Crete, người Ả Rập nữa. Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng, việc này là nghĩa làm sao? Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng, họ xây rượu mới đó. Bây giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng, hỡi người Giuđa và mọi người ở tại thành Jerusalem, hãy biết rõ điều này, và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioên đã nói tiên tri rằng, Đức Chúa Trời phán trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời, và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Và lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Bởi chân vua David có nói về người rằng, tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David, rằng người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả, người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của đấng Christ rằng Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Đức Chúa Giêsu này Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho,
thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, và đặng làm bệ cho ngươi. Vậy, cả nhà Israel khá biết chắc rằng, Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng, hỏi anh em chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu pháp báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng, các ngươi khá của mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu pháp báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chữ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh.